Ngày 28 tháng 7, tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, nhiều tình nguyện viên đã chung tay trồng 3.000 cây xanh. Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, chung tay bảo vệ môi trường sống. Tham gia sự kiện này có trên 100 tình nguyện viên đến từ Kipoland Việt Nam và rất nhiều học sinh trường trung học cơ sở Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham dự. Sau khi được các cán bộ kiểm lâm hướng dẫn kỹ càng, mỗi thành viên sẽ dùng cuốc, xẻng được chuẩn bị sẵn và phân chia khu vực trong rừng để trồng cây. Thường thì ở nhà thì vào mấy ngày rảnh rỗi thì con thường phụ mẹ trồng hoa trong vườn hoặc là trồng mấy cây cảnh. Còn ở trường thì có một vài lần thì đi trồng cây ở trong khu vườn ở trường thì có một vài... thì bạn cũng giúp sức để trồng tất cả các loại cây ở trong vườn của trường. Con yêu quý thiên nhiên với lại yêu quý tất cả các loại cây, biết trân trọng, biết giữ bảo vệ môi trường trong rừng. Bản thân tôi cũng như là cơ quan Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và tỉnh Đồng Nai nhìn thấy cái hoạt động này của tập đoàn Thép Lây là một cái hoạt động mang lại ý nghĩa to lớn, không chỉ cho tại khu vực khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai mà góp phần vào mục tiêu là phát triển rừng, bảo vệ môi trường của chung của tỉnh. Thì cũng hy vọng rằng trong thời gian tới, nếu có thể thì mong muốn là báo Tuy Phong và tập đoàn Nep Play sẽ tiếp tục đồng hành chung tay cùng với tỉnh Đồng Nai phát triển được thêm nhiều cái số lượng, trồng thêm nhiều số lượng cây và nhiều địa bàn ở trên tỉnh Đồng Nai để góp phần là bảo vệ cả một cái môi trường xanh cho tỉnh nhà và đó là luôn có được những cánh rừng xanh để đảm bảo mục tiêu là để giáo dục bảo vệ được thiên nhiên, môi trường và giáo dục cho thế hệ trẻ. Như hôm nay là có các em học sinh và còn nhiều cá nhân tổ chức cùng tham gia như thế này. Thông qua chương trình trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khu vực thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, Kipoland mong muốn sẽ đóng góp một phần vào những nỗ lực bảo vệ phát triển rừng của Việt Nam, đồng thời mong muốn hoạt động này sẽ khơi dậy sự quan tâm trong việc bảo tồn tự nhiên và khuyến khích thế hệ trẻ, nhất là học sinh, cùng chung tay hành động vì một cộng đồng và tương lai vững bền.